Tôi có một cảm giác rất gần gũi, kể cả đối với những con vật bình thường, nếu nhìn thấy tôi sẽ bỏ chạy. Liệu tôi có thể chạm vào con rắn này được không nhỉ? Trong số các loài rắn cảnh thì rắn ngô là loại rắn hiền lành nhất. Nhưng với tôi, rắn vẫn rất đáng sợ. Xin chào bạn, con rắn này là rắn gì vậy? Đây là rắn ngô, bạn có thể thử để rắn ngô lên cổ giống tôi, hoặc là chạm vào nó. Ồ, tôi có thể thử sao? Mặc dù rất là sợ, nhưng mà tôi cũng sẽ thử để rắn lên cổ mình. Ồ! Xin chào. Nó có cắn không ạ? Không cắn đâu. Chạm vào phần nào của con rắn thì được vậy? Chỉ cần không chạm vào phần đầu và đuôi là được. Giống như thế này sao? Ôi, hình như nó đang dần quấn quanh cổ tôi thì phải. Tôi vừa đặt một chú rắn lên cổ mình. Thực sự là một trải nghiệm rất đặc biệt. Các bạn nhớ đến đây thử nhé. Lần này tôi sẽ băng qua một khu rừng thông trong lành để đến gặp những loài vật to lớn và mạnh mẽ hơn. Mọi người ơi, giờ tôi đang ở cùng với vua của đồng cỏ, sư tử này. Đây là chỗ có khoảng cách gần nhất với sư tử. Thật may là nó đang tập trung vào đồ ăn. Tất nhiên không thể bỏ qua hổ oai phong lẫm liệt được rồi. Chúng ta đã đi gặp những loài vật rất mạnh rồi. Bây giờ chúng ta đến xem những loài bò sát thỉnh thoảng có thể bắt gặp ngoài tự nhiên và gần đây được nuôi thành thú cưng nhé. Con chăn đang ngủ trên kia thật đáng sợ. Ở đây có khoảng 60 loài bò sát và có tới 500 con vật khác nhau. Nếu bạn đi leo núi hoặc đến đúng giờ cho ăn thì càng dễ quan sát các loài bò sát hơn. Nếu không gặp được thì cũng đừng lo lắng về thời gian, vì đến đây bạn có thể quan sát được chúng. Công viên sinh thái có đa dạng các loài động vật trên cạn lẫn dưới biển. Đây không phải là ngắm nhìn các loài động vật thông thường, mà là trải nghiệm gắn kết với động vật. Đây đúng là địa điểm phù hợp với tiêu chí lựa chọn của các gia đình. Các bạn thấy địa điểm vui chơi ở thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi như thế nào? Rất thú vị đúng không ạ? Lần sau chúng ta sẽ đi đến những địa điểm du lịch còn hấp dẫn và ý nghĩa hơn nhé. Tạm biệt các bạn!